tiêm vaccine cho trẻ 5 đến 11 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh thực hiện như thế nào? Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, vì thế các cơ sở giáo dục phải chuẩn bị nắm thật chặt kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em. Cho dù số liệu ca nhiễm, nghi nhiễm có dấu hiệu giảm và chững lại so với các tuần trước, nhưng các trường vẫn phải tập trung trong các hoạt động, không chủ quan để bảo đảm mức an toàn tối đa nhất trong cơ sở giáo dục, đặc biệt vẫn phải linh hoạt xử lý ca F0, F1 trong trường học theo các hướng dẫn. Theo ông Dũng, nhà trường phải chú ý đến hoạt động căng tin bán trú vì đây là những hoạt động mà học sinh dễ lơ là các quy định phòng dịch. Trong bối cảnh hiện nay, các trường phải quản lý học sinh theo nhóm. Các nhóm càng tổ chức khoa học, càng phù hợp thì khi tình huống xảy ra càng dễ khoanh vùng, ít ảnh hưởng nhất. Sắp tới đây, thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều chỉnh và ban hành lại bộ tiêu chí an toàn trường học, trong đó có quy định hoạt động căng tin bán trú để làm sao tránh sự lây lan. Trong bộ tiêu chí này có những nội dung tiên quyết mà các trường phải đảm bảo. Về việc tiêm vaccine cho trẻ 5 đến 11 tuổi, theo lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ sở giáo dục phải tập trung chuẩn bị nắm thật chặt kế hoạch, phương án tổ chức tiêm và bảo đảm quy trình tiêm. Khi kế hoạch tiêm ban hành thì cần thực hiện đúng. Trong đó, điểm tiêm phải thuận lợi nhất cho học sinh, tránh trường hợp đưa học sinh từ trường này qua trường khác. Với phương châm đơn vị tiêm phải chạy theo điểm tiêm, trừ trường hợp cơ sở mà y tế đánh giá không đủ điều kiện tiêm. Ông Dương Trí Dũng yêu cầu đối với nhóm học sinh có nguy cơ khi tổ chức tiêm vaccine phải trao đổi kỹ với phụ huynh, y tế địa phương. Trước khi tiêm phải có ý kiến của y tế địa phương để nhóm học sinh này được chăm sóc từng đối tượng một. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ tình hình thực tế về diễn biến dịch COVID-19 hiện nay, Sở đề nghị các trường thực hiện nghiêm túc các nội dung, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chính trong công tác bảo đảm an toàn phòng chống tai nạn thương tích, công tác phòng chống dịch khi tổ chức các hoạt động ngoài giờ hành chính khóa trong nhà trường, chưa thực hiện các hoạt động ngoài giờ chính khóa, ngoài khóa bên ngoài nhà trường cho đến khi có thông báo mới. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.